trước cho mọi người coi nhá. Quả này thắng chắc 100% rồi. Nào ăn mừng này. Ê, bà đây bà làm gì ấy? Tiến sớm ấy. Nào cho. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel mình nhá. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho bạn coi thêm một video nữa. Và được rồi các bạn, thì mấy ngày hôm nay là mình có chút chuyện là hơi bận một xíu, vì thế là không ra video đều cho anh em, nên mong là anh em có thể thông cảm cho mình nhá. Nhưng mà bù lại ngày hôm nay là mình mới mốt được một cái bộ đồ cực kỳ là đẹp luôn anh em ạ. Cái bộ đồ này nếu mà bạn nào mà xem cái bộ phim đấy là Đội Chiến Siêu Anh Hùng này thì chắc chắn là biết về cái bộ đồ người sắt đúng không? Đấy, và ngày hôm nay để gọi là tri ân các bạn, giống kiểu tri ân khách hàng ấy, thì mình mốt bộ đồ loại gọi là người sắt Iron Man cho mọi người coi, trông rất là đẹp luôn. Thì ở đây cái bộ đồ Iron Man của mình nó sẽ bao gồm hai cái phông màu chủ đạo, đấy là bao gồm màu đỏ và cả màu vàng, trông rất là đẹp luôn. Thì tí nữa là đợi mình gọi là clear xong hết ở cái quanh cái khu thung lũng này, thì đấy là ta sẽ cho mọi người gọi là xem cả cái bộ đồ Iron Man này sau ấy mọi người nhá. Cảm giác quanh khu này mọi người. Bỏ lại rồi, rồi ôi vã khu đầu tiên luôn. Vẫn có một thằng nhìn phía trên. Mày ra đây, mày ra đây. Úi giời ơi, mày chỉ giỏi đi cắn trộm là không ai bằng thôi. Lom ra, lom rom. Rồi ôi. Ok nhá, từ bây giờ tôi lút đồ thiên nhiên mà tôi vừa mới hạ gục cái đã, sau đấy là tôi lên chơi hôm sau. Đấy, mà về mưa này. Để xem ông này xem có đồ gì khác ngon đâu. Đấy, có ông cứ thưởng được, có cả cái giảm thanh luôn, thế chúng ta sẽ trang bị giảm thanh thẳng vào AK luôn anh em nhá. Thì thực ra ấy, mình thấy là khi chúng ta chơi AK, nếu mà mình chơi nòng hoặc không lắp trang bị nòng giảm thanh ấy, thì mình cảm thấy là cái khẩu súng ra cảm giác nó khá là dập. Nhưng mà khi mình trang bị cái giảm thanh vào, mình vuốt tầm thì auto được trúng đầu luôn. Thì nói chung là không láo nói phép cho mọi người đâu, bây giờ mình sẽ chứng minh cho mọi người coi này. Nào cầm AK vuốt tầm cho mọi người coi nhá. Nào đâu rồi, người đâu rồi. Nào một bé này. Đó, nào đứng yên nào, đứng yên tôi mới vuốt tầm chứ ông gọi là chạy ngang chạy dọc thế thì bố hàng mới vuốt được. Không có một thằng gì phía sau kìa. Thì mày đi trước nha em ơi. Rồi ôi mạng đầu tiên. À mạng đầu thứ hai. Thằng nữa. Thằng sau của keo nữa này. Chuẩn bị mạng thứ ba này. Mạng thứ ba này. Rồi ôi vỡ đầu luôn. Rồi tưởng thanh niên thế nào. Easy. Ê anh ơi. Đừng cắn em. Ui anh chơi gì mà chơi kinh thế. Đi cắn em á. Anh định cắn em á. À định bỏ của chạy đến người à. Thôi không chấp chú làm gì. Gọi là vẫn là xử thanh niên trước mặt cái đã. Anh à. Thằng này thêm một viên nữa là nó vào đầu nó rồi. Anh em à. Chạy đâu rồi, ôi mẹ thằng này nó chạy nhanh thế. Bật cái chế độ lăng 3 vi bộ và sử dụng lăng 3 vi bộ đây à. Lăng 3 vi bộ này. Mày vuốt tầm đá. À nó chơi số căn quả nó định vuốt vào đầu mình ấy. Nhưng mà rất tiếc là thiên nhiên này không có cửa em ạ. Ôi giời ơi. Tưởng ông mày thế nào là nhãi danh. Tôi vả cho không chịu phát nào cái tiện ông này lên thiên đàn luôn. Đó vậy là nói chung là chúng ta đã clear xong cái khu vực thung lũng này. Thì bây giờ chúng ta tí nữa khu khác phải đi kiếm người mọi người nhá. Có người cắn thoại. Ê ấy rồi ơi, anh ơi anh làm gì đấy. Thêm một viên nữa là quả đấy là mình lên bảng trước thằng này rồi em ạ. Được cái là quả đấy là tôi là tay nhanh lên não, không là tôi lên bảng điểm số là trước thiên nhiên kia rồi đấy. Thế được rồi, và hiện tại mọi người có thể là đây là cái bảng thứ 5 của mình. Và trên bảng đồ ta vẫn còn khá là nhiều thiên nhiên ở xung quanh khu này nữa. Thì trong cái thời gian lút đồ ấy, các bạn nên dựng cái quả bóng keo ra để gọi là lút đồ cho an toàn. Bởi vì nếu mà các bạn mà lút đồ quanh khu này quá lâu mà không có cái chỗ điểm lút đâu ấy, thì rất dễ là có thể là bị kẻ địch cắn sọ luôn. Gọi là mình đã gặp tình trạng này rất là nhiều rồi. Gọi là nên là khi mà leo danh ấy, các bạn nên là lưu ý, nên kiếm cho mình một cái chỗ lấp để có thể là rút đồ được cho nó an toàn hơn nha anh em nhá. Đó, thì còn nói chung là hòm sát bên đây thì chuyên dụng mấy quả bóng keo, quả lựu đạn hết cỡ, mắc pin rồi. Là bây chúng ta sẽ đi kiếm thêm người nhá. Ô, tôi nghe tiếng xe. Đi quay về. À, đây, một thanh niên đi con xe bắt chắc luôn à. Thế rồi, vuốt đầu anh. Vuốt tới quả lửa lại. Úi giời ơi, bách phát là bách trúng luôn anh em ạ, thấy không? Hai bắn hai phát là trúng hai phát vào đầu luôn, thanh niên ở đây bạn đếm số gọi là chết không kịp gáp luôn anh em ạ. Rồi, ui, vẫn còn một thanh niên nữa. Ui, sao khu này nó đông thế? Gọi là dòng người cứ phải gọi là chạy xối xả này thì bố ai mà chịu được. Từ từ nhá, để gọi là tôi móc vòng qua phía sau, tôi biết chắc chắn là cái thằng này nó đang mất cảnh giác ở phía đằng sau đúng không? Bởi vì nãy giờ là thấy tiếng súng là nó bắn lên phía đằng trên mà. Đây rồi. Cậu chúng ta đây rồi, mày chạy đâu? Mày chạy đâu rồi? Ôi dựng cổng keo nhanh đấy, nhưng mà gọi là cái sự sống của ông cũng không còn được đâu. Gọi là ní kéo thêm có vài giây thôi à. Ok, vậy là sau khi xử lý thanh niên xong thì chúng ta sẽ sang căn nhà khác để kiếm người nhá. Ô thanh niên xanh như quần hồng lại, xong ngồi xổm nữa đây làm cái gì vậy bạn ơi? Bạn tưởng cuộc đời gọi là siêu đẹp màu hồng đấy à, mà mặc quần hồng đấy à. Nhưng mà rất tiếc cho bạn nhá, gọi là chia buồn với bạn luôn. Bạn mặc quần đấy thì cũng không thể làm mà níu kéo được sự sống đâu. Bên này một thanh niên nữa này đang chạy. Cơ hội đây rồi, ui rồi chạy đâu, ui rồi nó chạy ngang trước mặt mình kìa. Thêm một viên nữa thằng này, chắc chắn là trên bản số là vẫn chết. Sự mạnh mẽ đấy bạn nè. Nào, ăn quả phá cung tay đi. Ui, vãi trưởng. Thiếu có 1cm thôi là có thể là vào thẳng người thì đi rồi, đen vãi trưởng luôn anh em ạ. Thôi được rồi, nếu mà chơi phá cung tay không được thì chúng ta vác 179 lên chơi luôn. À, MP40 lên chơi luôn anh em ạ. Ô, mạng này, ôi, cái này là một mạng em ạ. Ơ, vẫn còn một thằng sau nữa nhá, đây rồi. Từ bạn đây, để tôi cuốn máu cho đầy đã, chơi gì mà hăng thế. Nào, nóng máy mà cháy bu gì ấy. Từ
Để tôi câu liệu. Câu liệu là ai? Trúng không? Trúng không? Ây à, nó chạy đâu rồi? Ô, rõ ràng là tử thằng này nó ở sau cửa. Vừa đấy bị bắn cho nó yếu rồi mà. Thì quá là vẫn vác xác nó chạy được kìa. Nhanh chân nhanh tay ghê rồi đấy. Thôi được rồi, không biết chơi thôi. Ây, gì đây? Sẽ đi bắn người ta thế? Dám đi cắn trộm người ta thế mà chơi được à? Cái thằng tiểu nhân bị ổi nữa. À, bắn người ta gặp lại đây. Bắt đầu gã tí bắp này. Mẹ cái thằng tiểu nhân này nữa. Thôi được rồi, chú thích thì anh chiều thôi. Nhưng mà sợ nhất là trong những cái lúc leo danh ấy, mấy cái thằng mà gạ các bạn thì bắt cái, lúc các bạn không để ý cái là bắt đầu nó quay ra nó cắn trộm. Nghi lắm, đến 90% là toàn gặp những cái trường hợp như vậy thôi các bạn. Được rồi, để đề phòng chúng ta vẫn nên là chuẩn bị an toàn em nhá. Tự nhiên chắc là nhìn thấy cái lưỡi hái của mình nên là rén không dám lên. Thôi được rồi, không sao đấy, thằng tí bắt thật, đùa. Tôi là chơi kiểu công tử, à quân tử chứ không phải là chơi kiểu tiểu nhân bị ổ như ông đâu mà lọ. À mẹ thằng chó này, tao cho mày cơ hội sống sót, cho mày làm lại cuộc đời mà cuối cùng mày quay ra mày đi và giống kiểu như là chó cắt chủ này. Bố nhà nhăng nhăng, em phải đeo rõ mõm vào nó lại. Đấy, láo thật đấy, cho nó cơ hội sống sót, cho nó cơ hội sinh tồn, quay ra nó đi cắn mình mọi người ạ. Láo nháo thật sự luôn đấy. Mấy ông thấy gì chứ, tôi đoán là chỉ có chuẩn đây 90% là thả lào mấy cái thằng đó. Các bạn mà gọi là gã tí bắp hay là chúng nó gã tí bắp với các bạn đến 90% và bom cuối là nó hay kêu các bạn lắm. Chơi cuộc đời nó hay khắm như vậy mà. Ở dưới này đặt có một thi nữa này. Đấy, anh em thấy một thằng nó đang chạy chưa? Đây này, mình vẫn còn cái khẩu AK và tầm xa. Chạy đâu đắng? Chạy đâu nắng bạn ơi, giời ơi, mạng nữa rồi, phải 2 kill rồi nhớ, easy luôn. Phải là hai cái máy quét gọi là bi đột quét quanh khu này mà không thấy được một thằng nữa. Hay là ông này ông vừa hạ mất tiêu rồi. Ê, thôi kệ ông này, nói chung là ta ra lút xác này đã. Trời ơi, hàm xác ngon đấy, ui một đống mông keo luôn em ạ, lút hoài mông hết luôn. Đó, có phải bắp tay này, bên dưới này có hồng thính đúng không? Check thử bên trong hồng thính xem có được cái trang bị gì nào. Ui, M79 à? Ờ, được đấy, thế thì cầm M79 chơi thôi, chứ gì nữa. Chơi để chinh chiến thôi, sao phải xoắn nhỉ? Đấy, có M79 thì xài rồi. Nói chung là cái bo cuối ấy, thì mình hay sử dụng hai cái khẩu gọi là bắn tầm gần để có thể là tiếp cận địch nó dễ hơn. Bởi vì bo càng bé ấy, thì cầm những cái khẩu súng tầm trung hoặc là tầm xa ở đây thì mình cảm thấy là khá là bất lợi. Nên là các bạn nào ấy mà nếu mà muốn giành top sớm mà cũng như tỷ lệ giành top cao hơn ấy thì nên sử dụng hai khẩu súng bắn tầm gần mọi người nhá. Đó, thì ở đây là cái sự lựa chọn của mình là sẽ có là M40 với cả M79. Và mình vẫn sẽ lại giữ lại những cái trang bị như kiểu là ống ngắm, băng đạn và cũng như là bán súng. Bởi vì sao? Bởi tí nữa nếu mà M79 hết đạn cái là may ra vẫn còn lút được cái khẩu AK của thằng nào đấy để chúng ta gọi là xử nốt thì còn lại các bạn. Đó, vì thế là chúng ta sẽ giành top 1 nó dễ dàng hơn. Thì nói chung là mọi người vẫn nên là chuẩn bị tinh thần khi mà súng hết đạn mà. Đấy là cái lẽ đương nhiên rồi. Ok, đấy, có được trang bị Miro rồi. Nào check thử xung quanh khu này xem nào. Ê, đây, hai thi thiên này, thấy rồi. Ôi, một ông đang ngồi, cây ông ấy đang làm cái gì này? Nào tôi giúp vào bên nào, hét sọp này nhá. Giời ơi, vỡ đầu luôn bạn ơi, quá là easy luôn. Nhưng mà đây, còn một thi thiên nữa có vẻ như đang trốn sau thế nhỉ? Nào bạn đây chạy đâu? Cầu 45 quả liệu thế mà không giúp à? À, chưa gì đã chạy ra phía bên trái, phải nhanh tay nhanh chân thế bạn ơi. Nào tôi đang nghi nó sau cái cây này, đâu? Như nó gốc của cây bên cạnh hay sao ấy, từ cái bì đôn trách phát biết liền này. Đâu rồi bạn, ở đâu rồi bạn, ở đâu, mau mau loài đầu ra. À đây rồi, ông ra gốc cây hay là chỗ sau của ổng keo, bắn không về trước. À thì ra chỗ sau của ổng keo à, thế thì trả giá bạn em, mình còn nhiều lưu lắm, còn bốn quả này. Chạy đâu. Ui rồi ôi, lắm bom keo thế bạn ơi, mình còn bảo 19 này, chạy đâu nào, quả này néo trời. Ui rồi ôi, vãi chừng à, dựng bom keo nhanh thế nhỉ, nhưng mà quả này chắc là bạn hết bom keo đúng không? Dựng nãy giờ như thế không hết là lạ. Nào ra đây đi, ra đây đối diện sự thật đấy bạn ơi, bạn sống làm sao được. Nào còn quả nào dựng nốt đây, hết rồi đúng không? Ui, mất vào đầu, xa quá em ạ, xa quá, thế là bắn không trúng. Xa quả này tiếp cận tầm gần nhá. À thế là gọi là trốn sau cái gọi là cái hàng rào à? Mình có trò giữ hay cực cái bụi kìa. Là nhìn này, đấy quay ngược lại, mở mút này, mút này ui rồi ôi, mắc bẫy rồi các bạn nhớ, easy luôn. Cái trò đấy mà bạn vẫn mắc kìa, ơ thế thì cuối thôi. Ôi chúng ta chuẩn bị gọi là giành top luôn này, 15 kill chuẩn bị top này. À, mình sẽ ăn mừng trước cho mọi người coi nhá. Quả này thắng chắc 100% rồi. Nào ăn mừng này. Ê bạn ơi, bạn làm gì ấy? Tiến sớm ấy. Nào cho bạn lên thiên đường luôn này. Đang gọi là ăn mừng gọi là dở thì ông chạy lên làm cái gì? Ông hiểu không? Ok, và nếu như mọi người thấy video mình hay thì mọi người đừng quên là để lại giúp mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube để có thể là ủng hộ mình mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.